vợ hot girl của Phan Mạnh Quỳnh khoe dấu bụng bầu với đồ hợp mốt. Khi mang bầu, hot girl Khánh Vy, vợ ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, trông vẫn gọn gàng nhờ biết cách chọn trang phục che vòng hai. Trong thời gian mang thai con đầu lòng, người đẹp 28 tuổi không tăng cân quá nhiều, cô vẫn có tay chân thon gọn, dễ dàng giấu dáng bằng những trang phục suông rộng. Khánh Vy giữ phong cách trẻ trung, chỉn chu dù bụng ngày càng lớn. Bà xã Phan Mạnh Quỳnh thường thích kết hợp áo khoác cùng sơ mi rộng hoặc váy suông. Những kiểu áo phông khỏe khoắn được Khánh Vy diện với quần short, giúp cô được nhiều người khen trông không khác nhiều so với lúc son rỗi. Thay vì các kiểu váy áo quá điệu đà, Khánh Vy thích phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả trong việc giấu bụng, mang đến sự thoải mái.